Brando. Oh, mình Brando. Oh, muốn đi ăn tôi đây là riêng đây là của anh Đồng Minh Cú nhé bạn. Anh Đồng Minh Cú này không phải là của Đồng Minh Cú đâu. Isu Kriyansa. Isu Kriyansa, Isu Isu Sướng mà, ngay dẫn bản bây giờ là từ cái ngày đấy là vui các bạn. Ok, hello, chào các bạn. Ok, hello, chào các bạn, mình tên Danny. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Công Nghiệp Vlog Cuộc Sống của Châu Phi. Đấy, thì ngày hôm nay là anh em mình quay trở lại trang trại nha các bạn. Thì hồi sáng anh Thạch là cũng ở đến này rồi. Anh em mình thì ở bên bản Lang Đán Lạt vừa mới qua để xem lên đây là tất cả các bạn là thu hoạch ngô chứ. Vì là mọi hôm giờ là cũng rất là nhiều ngô để thu hoạch một đợt này các bạn, để làm đất cho bằng phẳng lại. Lên đây là cũng nhìn thấy ở đấy là ngô khô hết mà không, ở đấy là không biết của bản nào đâu mà chứ bé. Xin chào tao bà đồn tụi đi. Ngô đây được cả đấy này, không biết đâu. Thấy anh Thái có sáng bảo là lên bè ngô, lên cũng người dân bè ngô, không biết là bè chứ biết. Thu hoạch hết để mà chuẩn bị trong một cái lửa mới. Thì bây giờ là cũng gần hết mùa mưa đây. Nói chung là khoảng tầm, đâu đấy là khoảng tầm hơn một tháng nữa các bạn là hết mùa mưa. Đấy là giờ về cây xong trong tiếp một đợt mới để phục vụ cho tận dụng cái mưa đấy các bạn. Để cho mưa xuống và sẽ tốt hơn và để cho cái mùa nắng sau đó khi đã bén rồi các bạn. Khi đã ngô đã bén rồi thì hoặc những cái gì ở trong đã bén rồi thì sẽ có thể là sang mùa nắng nó sẽ chịu đựng được. Đấy là vườn của anh Domingo. Cỏ đây giờ là ủ để cho thổi xong nó cay ấp lại đấy các bạn. Đấy là không biết Domingo ở đây không này. Giờ rồng như thế này giống biết tìm ở đâu các bạn. Giờ không biết tìm ở đâu cả. Đấy đoạn này ngủ ngủ kế cả đây này, được hết đây này. Ui, ngủ anh Domingo này hôm nay tổ chứ này. Đấy, đây là toàn bộ là ngủ nếp nha các bạn. Ui, ngủ nếp của Domingo hôm nay đẹp rồi này. Ô Domingo! Chào mày nào. Quán Domingo. Domingo. Ui gì. Cũng mê. Ui, ngủ hôm nay đẹp các bạn. Lên tổ rồi. Giờ là họ chuẩn bị là vú được rồi. Cũng mê. Quán Đúc à. Quán Lê Bồ. Quán Lê Bồ. Tôi đúng với anh này. Bí gạt sĩ. Ít xin bí lưu xe ta gần đi ra. Xe ta gần. Agora xe ra ra. Sì. Phát âm mete hoa đúng. Sing, amanya vô tận ra đúng. Tabe, vô mete đi bô giaki. Vô gì mete là xin. Sing, em em mua sing, sing. Si. Yeah. Giá ta crescer. Ông đang chung vào cây bùi. Cây bùi. À, là ngày hôm qua là bắt đầu mới mưa bạn là sau một tháng vừa rồi thì mấy giờ hôm qua mới mưa là anh ngày bảo là ngày mai sẽ vun gốc. Ôi, ta phải chơi cái gì? Tôi là tira xin mili. À, tira tôi đúng. Si. Ok, ta vâng. Phương mẹ là gì? Dạ, được si. Đấy là hôm nay là thu hoạch ngô của anh Domingo yêu bạn. Đấy, ngô đây này này. À, chúng thu hoạch xong đây là bón chỗ này cho tốt xong lúc đó là sẽ sẽ cay hết đi bắt đầu là đợt mới nữa à, ta bón đấy si. À tính bón tempo por trabalhar. Ok. Ajuda esse povo do Cangulo para trabalhar muito. Então agora tá NC Barica. Sim, sim, obrigado. Na, hôm nay là bên anh Domingo cũng thu hoạch ngô. Walebo. Đấy, bẻ không có chặt cái ngô đấy đi các bạn. Cắt ra năm tí. Cái giáo mà chặt đi. Ờ, cái đó này tira xe mi lưu mê tê kia chưa? Đấy, ngô các bạn. Chúng nó cũng vừa vừa thôi, cũng không được đầy đâu. Cũng còn có bắp, bắp thì đẹp, bắp thì ấy đi. Đây, chúng nó bắp đẹp, này bắp như thế này đó, cũng được. Chúng mới lên mà còn ngô thu hoạch về ảnh như thế này là ok đấy các bạn. Đấy, ta rì cù, lúc mình qua của ta rì cù. Encontrei esse milho. Sim. Sim, tu a trabalhar e tu a comer bem. É. É, tu a tirar o fome e já tá aí. Ah, tá bom. Sim, tá bom. Vê, tá bom, né? Sim, tá bom. É. Agora aqui é só trabalho de tirar isso aqui. Ok. Depois falar com o chefe Tony para nos dar já a planta. E vamos plantar já. Quando tirar esse já, vira já. Tá, tá bem, tá bem. Aí bem, né? Ngô, bạn. Đấy. Ngô này là của bản không kia mấy trong đấy, bạn. Đấy. Cứ hết cái lửa này là có lửa khác mà. Hết lửa này xong là có một lửa khác mới lên là sẽ là thu hoạch tiếp. Đấy, cứ gội đâu như vậy. Đấy, của bản nào là bản đáy trong. Từ trong đấy các bạn. Đấy. Bắp này, nhưng bắp cũng rất tố. Không nên nồi đâu. Này. Hai ba bắp đây. Đấy là cái hình như của bản Tú Vi Ly đấy. Con của đây là Tú Vi Ly. Không kia mở trong đấy các bạn. Không có gì đâu, không có đâu. Mà chúng như vậy là cũng ok thôi. Đúng mình cũng là một dọc như thế này lên kia luôn. Ừ. Alo, bạn đưa về kì. Armando vem. Depois de... Quando vou vir mais outra semana, depois de Daiká também vai vir. Ah, Daiká hôm nay là về với ba đấy các bạn. Đấy, hôm kia anh Domingo đưa về với ba thôi. Đấy, mấy chị ở trên kia vờ và cùng mấy người dân để giúp đỡ là bẻ con anh Domingo là cắt cái gì này. Thôi là chào các bạn. Chào các bạn. Mình tên là... Fala Forza. Forza. Mình tên là Forza. Fala...
Chào các bạn. Falao tu anh à. Fala chào các bạn Armando. Fala chào các bạn. Ok, ta bông ơi. Tung đi theo bộ mè đi, bẻ ngố các bạn. Thu hoạch ngố. Ở tránh này. Đầy đủ hết. Ta bông ai xin, ti ra xin và là liên bù. Rồi em đang đi thì hỗ trợ anh Đu Minh Cù là cái gì kìa? Cái gì thì bố quan nuôi đi ở Bà Phi Ca Sinh đấy. À, cái ngố này giống như khi bị thủ phận là bị bãi phận nên màu đỏ và màu trắng lồn ra đấy các bạn. Ui, anh Đu Minh Cù thì hôm nay là nó đấy. Ok cả. Vâng, con mê. Đấy. Mới đến mà có ngô thu hoạch là sướng nhất đấy các bạn. Sướng nhất Đu Minh Cù đấy. Đấy, được các được người dân bản các bạn vợ Đu Minh Cù này. Chào các bạn. Ê. Sí. Ta cuya ni. Cuya mai do do ki pungu. Ha? Ki pungu no cuya ni. Na sok le ka ma ju da ka ba se ma jen no ka. Mi ji mes. Yan. Ha? Đấy, Đu Minh Cù luôn. Chặt sau đây hai cha con mình khó đấy con. Xin làm nó kia. Mua bồi thú cái thu hoạch liên tục. Thu hoạch để bắt trong cái mới. Nhiều ra đi. Ok. Không có hồn người hồ đến hỗ trợ thì chắc hai vợ chồng thì mới bẻ khoảng 2 ngày mới hết đấy các bạn. Phun phun. Ở cái tên bùê này. Cố ráng hay được không? Nô đi. Cố ấy đi. Như này là thu hoạch xong ok cả đấy. Đấy, này. Đấy. Xe. Ê, chụp. Muito, né? Vem aqui. Armando! Fome foi, né, Domingo? Sim. Fome foi, foi sim. Milho cresceu. Dá aí, né? Dá para comer. Desculpa. Yeah. Dá aí, né? Giúp anh Domingo bỏ ngô. Còn anh Domingo là... đang cuộc các bạn. Chặt đi. Vì một số người dân hỗ trợ bẻ đến thôi. Thì giờ này anh ngày chặt cái ngố đờ hôm sau đờ phải làm nữa. Ngố hôm nay đến tổ thất đều ra đấy. Đều kỳ luôn. Dày luôn. Chảnh này cám này. Đầy đủ. Này thu hoạch cái tông đấy tiếp thì sau này là ngố này thì tổ lần này có thu hoạch tiếp đấy các bạn. Ui. Tí ra, mê tê. Ok, mê tê. Con trái Đu Minh Cù đây bạn. Ta ri anh nè, ri anh nè. Ri. Nhà không có gì ngoài ngố các bạn, ngố về đầu. Muito assim. Muito. Assim Đu Minh Cù, agora você não fica fome mais. Não, 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 chefe. Vai dividir para a mulher, né? Sim. Quatro mulher? Quatro mulher. Ok. Cảm ơn nào, cảm ơn. Tạm biệt.
đấy. Ừ, hồi hộp tôi nào đưa lên kia cắt cho anh ngu ngu tí nữa anh ấy. Tôi cho những người bè giúp anh ấy một ít. Rồi cái bi hôm kia phạt gạo đó các bạn. Máy là những cái bi này về con quảng bà đừng ấy. Đến đây được như thế này là anh ấy vui lắm các bạn. Có động lực. Bây giờ ở sáu là ở phía sáu đúng mình cô là mấy người vợ để một đàn con thơ. Mấy một tí các bạn, mấy bè có tiếng nghe thôi. Mấy bè có tiếng nghe thôi. Chưa đủ đâu. Em xin giá ta bao nhiêu? Nào phát ra một cái đúng, phát ra một cái đúng số. Ok. Đua semana số. Đua semana này. Sí. Vừa qua đó, vừa qua đó pronto. Bà thế là gì? Así falta un cadu. Dentro es hombre amarelo. Amarelo. Okay, yeah. Cái cái ông không amarelo. Nấu cháo bao được ấy. Ở quê mình nấu cháo mật ấy, bao về mật. Mật mía đấy các bạn. Giá đâu mà sao qua kì. Đấy, hỗ trợ cho anh ấy một tẻ nhưng mà ngố nhiều như thế này mà. Người dân bản họ cũng đang bần các bạn, bần bẻ của bản của họ. Nên cũng để giúp được đâu được, có mấy người đây. Bắp to bắp nhỏ gì bỏ vào đây. Xong nó đỏ với anh ấy từ lừa ra đấy các bạn. Đây mới lên liên trang tài là có ngô thu hoạch đấy các bạn. Sướng nhất luôn. Các bạn khác cái thu hoạch là được 2-3 lần rồi. Nhưng mà anh Đô Minh U đấy đấy mấy lần đầu tiên thôi. Anh chị quý hào có xin xa hay không? Thứ đàn ý đây. Hả? Xin cú sạc không? Xin cú sạc, sí. Tám gì outro? 1, 2, 3, 4. Tá aqui. Ok. Vamos. Armando. Armando, pega. Vem aqui, ajuda. Vem ajuda. Mete, vai. Vem aqui. Bên kia cái tia mi lửa. Tia mi lửa mà tay kia. Nào anh, nó sạc của nó. Dù đi phát sạc của, bây giờ bắt mặt rung kia ra. Tia mi lửa này. Mấy tư. Ok. Làm việc từ lúc nhỏ rồi ạ. Mấy tư. Ok, cuy ao nào. Bắt là cuy à. Cuy à. Ui cuy à. Đi ra đây. Ra đi. Ôi, cú đá đu phi lưu. Ra đây. Ra đi. Mẹ tê. Mẹ tê. Người to khỏe chặt có gầy. Ok các bạn, thì bây giờ là đang ý về là anh Domingo về mọi người ở trên mình xuống xem khoai lang này các bạn thẳng hôm nay này. Ok rồi đấy, đúng là cũng có một số lên một số cũng không lên đâu các bạn. Những cái nào không lên thì anh em mình sẽ trông tiếp. Đấy, hôm nay là bén đây này, sánh thôi, ngon lên sánh đây này. Nghe là ok đây. Từ từ đây nó khoai láng rồi, rất là nhiều luôn. Bạt ngàn luôn. Hôm sau thì tha hồ khoai ăn đấy các bạn. Khoai khoai toàn khoai. Nhìn heo héo này nhưng mà vẫn chứ không gọi là không chết đâu các bạn ấy. Sống luôn. Mình lên đây này. Đây này mâm đấy các anh. Mâm đây này. Nhưng người dân bảo như thế này là không chết đâu các bạn. Ở bên dưới đó và đang sống. Đấy, cái này là này mâm đi. Đến mâm thôi. Ok rồi. Bây giờ lên xe bánh thạch này bẻ ngồi nào. Ổi. Ổi đỏ này. Mình thích ăn chín lắm. Ăn cái này là được rồi. Đây là một bản nào là làm sạch chè này. Để bố trong nó làm sạch chè các bạn. Đầu này, mấy cái trong đầu lên đây. Đây tiếp tục đầu nhé các bạn.
đúng cái hết cái nào là cái lên cái đấy thôi. Đầu đây khoai lang này, ngô đấy, hôm nay đầu lên xanh cái này. Đầu hôm nay ok phải đấy này. Này tốt cả rồi, bây giờ lên thế này đấy, không biết là trồng gì này. Đây là làm nó sạch sẽ đấy, đây nghe tiếng ồn nào đấy, đấy là chắc là trồng rồi này. Từ bản nào từ giặc bản đấy thôi, đặt cỏ đấy thôi thì từ làm thôi, hôm sau khổ thì sẽ có sẽ kiếm một cái máy bơm đấy con, nếu mà bơm được. Ngủ khổ hết đấy, giờ đang thu hoạch cái này đấy, cứ thấy tiếng đấy mà chứ thấy người đâu cả. Vui như hồi luôn, còn vui như tết luôn. Qua lê bố, qua lê bố. Ô, tao nhìn sao anh? Chuyển dịch à? Ủa là sao? Thu hoạch ngô. Hãy chào bạn đi. Ok, chào các bạn, mình sân này. Mấy lâu nay là anh thách cắm tài đây này, các bạn ở đây này luôn. Đây chắc là ở đây này để cưới vợ luôn đấy. Thế là cho thu hoạch xong đây này để tiếp tục. Nói chung là ngày nào cũng có việc làm mà. Mà cái này anh cho bọc luôn rồi không? Để về trên kia một... bọc đời mất công ấy. Nốt công là người đóng này, nốt công là cho cả làm cả bọc luôn. Đây là bạn... bạn băng gu không? Băng gu. Đây số 3 đến cùng đến chỉ đào cả cánh. Đừng có đâu. Nhiều phải đấy ơi. Ở dưới kia đúng miếng gu đúng bẻ rồi kia. À rồi. Hôm được thu hoạch bên án ở đây nhiêu? Như nhiều, vật ngàn luôn. Thì. Ngồi bên này đẹp hơn ngồi bên này. Ngồi bên này ngồi Việt Nam, ngồi bên này là ngồi Việt Nam mà. Ngồi bên này là ngồi từ tay đến trong mà. Đúng miếng gu đúng bẻ rồi kia. À rồi. Nhiều rồi. Bên đó dân bản đã lại vui lắm chứ. Ừ vui. Được luôn. Hôm nay em cho chở gô vào để làm đi nhà đây. Làm cái nhà các bạn, làm cái nhà để cho người dân có chỗ ăn ở đây, làm cái chuồng gà để mình nuôi ít gà nữa. Nuôi gà đâu ăn cái trứng sao ăn cái con. Nó nuôi dê, nuôi dịch, nuôi hết, nuôi sạch. Thôi, làm cái gì anh, thử làm rồi. Ok. Qua là lên bố. Cúi à đấy. Ý dê. Xin chim nhờ. Đấy. Phụ nữ thì bẻ gốt được, đàn ông thì chặt sau. Ở đây số 3 đây. Công ơi. Quên đúc à? Quên đúc à? Ô số 3. Này một giáo đặt trong người rồi. Ê bà trả bà đi. Bà trưởng thôn bản làng mũi cuối u. Ô công ơi số 3. Găng cú lưu về. Băng cầu tư lưu về. Ô dịp tí ra mi lưu xe kênh. Sì, stiamo a tirare il mino per non alimentarmi. Ok, anche du bangu, đấy. Sì, sì. Oh, đấy là sì. Tổ bản bangu đấy, các bạn. Hay bà cửa thốt bản sì. Làm bangu. Per le persone non vorrei mai scofone. Oh, ci sta cuyane? A te cuyare, ta cuyare. Ah, sì, nghe le va vai la DVD, né? Sì, sì, sì. Đấy, là cứ gặp bác cùng người dân là chia nhau. Trong trọt rồi gì. Tôn gì? Ở đây tôi đúng. Cây sạc. Sì. Đấy. Cái này là có ngố các bạn. Bẻ sóng ở dưới kia, bên này là thu hoạch được đấy. Gối đâu hết? Bùi nhá? Em bùi, em bùi. Khăn gulu về ra thì ra mi luôn đấy. Bùi? Bùi. Muỳnh tuấn đấy. Muỳnh. Hôm nay là của bán gu đấy. Tạm bỡ xin rồi bờ. Tạ. Xin để bùi lê và DVD. Sì, sì, vamos DVD. Mete entrar do mual. É isso. Depois as pessoas já não ficam mais com fome. Então. Vamos alimentar. Sim. Sim, sim. É se acabar, né? Sim. Vai virar, meter de novo. Meter de novo. Assim tá bom. É isso. Sim. O lá em cima também tem quem? Tem milho. Milho? Tem milho e lá no outro lado tem feijão também. Ok. Já. Então tá bom. Sim. Daí. Toàn bộ là cỏ gối đâu hết các bạn. Này ngô đi. Bắp này. Như vậy là bản nào cũng có hết. Đấy làm xong nó cho bò vào ăn đi. Cho bò vào ăn cỏ đây các bạn. Đưa về giòn đấy. Thank you.
Nhóm nhóm này đứa bây bỏ rồi. Nếu bà trưởng thôn bố cô yêu nhiệt tình thì không có ai nhiệt tình hơn đâu các bạn. Không có một phần đất trong nhà kia, chứ mà thấy ở đâu làm mà đến dốc hết. Một dao dắt sau lưng thì... Đấy, mấy ngày nào đấy các bạn, mấy ngày nào đấy mới mua trang trại đấy. Mà giờ là thu hoạch được mấy đợt đấy. Cái trước của bác trưởng thôn, bác chủ nhà trong đã hết đấy các bạn. Đấy là của người dân trong mới đấy. 3 tháng thôi, hơn 3 tháng thôi. Ni cười vui rồi, sướng ngày y rồi. Cười, thu hoạch được nhiều ngô là cười có ngày. Ồ ra, cười à nhá. Chặt phê ba. Đấy, người bẻ trước, người thì chặt sau. Cũng nắng xuất phết anh ơi. Cũng phải là ok thôi. Và là ngày nào, ngày xưa thì buồn buồn, ngày nào vui mà. Ngày nào đến đây là cười, như là cười. Thì có hắn là sướng ở đây. Ở dưới nó xuống dưới kia nè. Nhiều đúng? Ừ. Từ đây đi xuống dưới kia. Không xá đâu. Hả? Chắc là ngay thì chắc chắc không? Không sao mà? Không sao. È grande, Semilla, è grande. Bên grande này. Grande, grande. À, xin cuối à này. À, xin cuối à, cuối à. Và từ đây mình sướng thì thích cảm ơn các bạn. Ở bên kia toàn núi về đá. Còn bên đây là ngô về khoái. Thôi để mình bây giờ xuống dưới ánh Domingo để xem thế nào đó. Chứ đi bộ là rất xa. More this. Cô biết sao chưa? Thì sướng mừng vui có cái cười cả ngày. Dạ, trabala nhá. Chào nhá. Ở vui anh đây đủ ba xu. Ok. Ừ, rồi đến tịt đi sâu trong kia là các bạn ơi. Nhiều vô kể thật. Khi trồng thì hơi mệt tỉ, nhưng khi thu hoạch là bao nhiêu mệt mỏi là tán biển hết đấy. Ngô ngô toàn ngô. Ok các bạn, thì sau một hồi thu hoạch ngô đấy các bạn. Đây, của anh Domingo là vẫn chưa hết đâu. Rồi bây giờ là trời cũng là gần mưa đấy các bạn. Đây bây giờ mọi người vào nghỉ là để mà ăn uống. Đấy. Esi da gora ti da un poco de mi lua ki. Beza beza ko nha para que ado ado ke ko ji. Are ya de ayuda ki para comer no eh. Eh. Ese señor. Aquí ese milho já dá para comer e ajuda. Também tirar esse aqui que me ajuda a trabalhar. Okay. E vou tirar um bocado para levar lá e também desse aqui com um bocado com a mulher. E levar lá para dividir com a mais velha, a avó, a mulher que está lá com as crianças, tudo. Fiquei muito obrigado e não apenas o chefe Tony me ajudou isso aqui. Ah, tá bom. Ok, tá bom. Obrigado. Hoje tem comida, sim, tá sempre cultiva, sim, tá senhor. Bom, né, bobo? Tá bom, obrigado. Ah, tá bom não? Sim, tá bom, obrigado. Sim, senhor. Thì ok, các bạn, thì ngày hôm nay là thu hoạch kinh ngô trên cái mảnh đất của anh Domingo. Đấy thì cũng được một số lượng rất là nhiều. Nói chung là anh ấy cũng có thể đưa về cho giấy ba này, giấy ba Lindo này. Là thì đây các bạn, thì đây là một kỷ niệm vui của anh Domingo. Đấy, mình cũng mong muốn cho anh là để phát triển hơn các bạn. Đấy, bây giờ là không chỉ trồng ngô nữa, trồng khoai lang nữa, mà bây giờ thể trồng trọt rất là nhiều thứ ở cái mảnh đất này, là phát huy cái tối đa cái năng lực của anh ấy, là sẽ giúp đỡ để hỗ trợ cho tất cả các người dân bản ở đây. Nói chung là như thế này là cũng được rồi, mỗi bản cái gì cũng có thu hoạch của ngô thì thu hoạch mấy lần. Thì ok các bạn, thì video của mình hôm nay cũng xin phải được kết thúc tại đây. Các bạn thấy video này hay và ý nghĩa thì hãy cho anh em mình một like, chia sẻ video và đăng ký kênh Công Giáo Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi để ủng hộ anh em chúng tôi có thêm động lực giúp đỡ những người dân nghèo khó bản làng miền núi Châu Phi nha các bạn. Chào các bạn. Abajam mi double ya. Tira de sham mi. Trời, một mình thân thạch này ngố này ơi. Trời ơi. Đây là có tí nữa ở bát trường thôn lên nó chia anh. Hay là như nào ấy? Nào, đi bộ ra tira xong. Chứ thể đâu hơi nó nhiều như thế. Trời. Ôi sụ, ô pa dây cá lê có thể đấy. Dài bằng cánh tay đây. Nhiều rồi, quạt ngàn luôn này. Giống như thế này là dẫn bản là ok thế này. Trong đây bọn này ngô ngô, toàn ngô, nhà không có gì ngoài ngô các bạn. Đấy. Bên này là ngồi bọc, giờ bọc đây phơi khô. Bọc xong đây là phơi khô đấy các bạn. Assim cuia, né, Domingo? Assim cuia. Fome passar, né? Sim, senhor. Fome passou. E agora vamos trazer a casca com a senhora. Okay. É só brincar e comer e ficar lembrado. Pronto. Oh, muito grande. Oh, mulher, tudo bem? Daí lá, riêng daí lá, com a Domingo. Isso é muito grande. Não é com a Domingo, não. Açúcar ali,
criança. Isso criança, isso, isso mais velho. Sướng mà, ngay dẫn bạn bây giờ là từ cái ngày đấy là vui các bạn. À đấy các bạn, đấy. Đấy là cái, anh hai cây. Mà cái này mai là sẽ làm nhà nhá, làm ở dưới kia đây, làm một cái lán nó thật rồng luôn. Chẳng phải làm một cái chuồng gà nữa, làm một cái chuồng gà để mà nuôi gà nữa. Đấy bên đây này, đấy bên đây này. Cái đây là hôm nay là sẽ ba gà mới chở đến ở bên bản làng Cà Bút Tu đó các bạn. Hôm qua hôm kia mình phát gạo để mình xin bà trưởng thôn ở bên kia đấy. Nên mình sau đó mình thuê xe ba gạc là chở họ chở đấy nhá. Từ nay là mái đủ làm anh đây ạ. Từ nay là ngày mái đủ làm ấy. Để làm một cái lán thật rộng các bạn, để cho người dân có cái khi thu hoạch xong để ngồi nghỉ mát. Chứ đi lên đây, đi lên chỗ này là rất xa. Đấy. Còn để dưới kia đây là ăn uống nghỉ ngơi rồi đấy, làm một cái chuồng gà để mà nuôi ít gà nữa. Đó. Bởi vì là những cái dân làm trở nặng được nhiệt. Đi đi. Đấy các bạn, người thì bóc ở ngoài này, người thì bỏ đóng ở đóng đây. Đấy, xe người. Ấy nè, hư đến con nhiều mà. Đấy. Ở đấy bây giờ có bác trưởng thôn ấy, ai làm việc ở đấy, ai đến làm nhà nào làm thì nhà này chia nhau thôi các bạn. Đấy. Mình không liên quan. Đấy là để cho bác trưởng thôn và cái từ biệt có chính sách cả đấy mà. Đến làm việc là ký vào đấy là xong. Rồi sau đấy ký thu hoạch là người nào làm hay bản nào bao nhiêu hồ đến làm thì bản đấy là từ chia nhau thôi các bạn. Chứ không phải là bản nào mà người không đến làm không sao có là cái đó không có đâu. Đấy là từ bác trưởng thôn ghi danh sách thôi, ai làm thì có, còn ai không làm thì thôi. À không làm thì đói thôi, có gì đâu. Chó đặt rồi mà không làm, không chịu làm thì thôi. Đấy, đủ mình cùng thì hôm nay này hầy. Ta ri cùng đấy. À, ta ri cùng. Hôm nay giàu đây. Ta ri cùng bê đi mi liu. Bê đi mi liu đấy. Bê đi mi liu, si. Cái đây dân nướng mà nó có. Cận đây. Khổ các bạn này. Nhìn cái máu như này chứ mà vỏ trống này này. Khổ rõ luôn. Không thu hoạch cái đấy, không là mưa là nó thổi đấy. Thổi.